Nói về cái con Pro Pro này nha các bạn, nha các anh em. Đầu tiên thì mình sẽ đăng nhập vào. Các bạn chờ chút nha. Rồi, nếu các bạn đăng nhập không được thì các bạn nhấp vào qua cho gạch nha các bạn. Các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Vì đây là trên máy tính. Rồi các bạn login. Rồi, bạn nhớ tôi nè. Chết. Chưa các bạn ơi. Các bạn chờ chút nha. Trời ơi, tờ nhảy vô. Nhớ tôi. Rồi, mình đăng nhập vô nha các bạn. Rồi, mình đã... mình qua một bên thanh toán này các bạn, danh sách thanh toán nè. Payment lộn mà các bạn ơi. Một dưới đây nè các bạn, mình đã rút được sau 12 giờ mà gửi ngày 25 tháng 11 là mình nước Anh á, các bạn mình đâu có biết giờ đâu, qua 12 giờ gửi mà nó kêu ngày rút ngày 26 mà mình rút ngày 25, mình tưởng đâu giờ Việt Nam không à các bạn. Như cuộc cái nó không tính luôn vậy. Mình rút về ngày 26 tháng 11 năm 2019 150 đô nữa các bạn, nó đang xử lý nè các bạn, đang tiến hành nè. Trong bữa hay bữa nữa mình sẽ support cho nó các bạn. Địa chỉ của nó là các bạn nào có rút tiền được thì support cho nó các bạn. Rồi mình sẽ nói về con quét thứ hai nha các bạn. Con quét thứ hai là tên là Brolan nha các bạn. Mình sẽ đăng nhập vào và mình cũng đã rút tiền rồi nha các bạn. Phan qua đây mình vô đăng nhập lại nha các bạn. Các bạn chờ chút nha. Rồi sign up, login. Rồi nè các bạn, sau khi mình chơi con này là mình đã tự động nó, mình vô mình yêu cầu là tự động nó thanh toán cho mình nha các bạn. Khoan để mình coi coi. Con này nó nói đem qua bên mấy trang web này khó nhỏ, chạy qua chạy. Sao nó nhảy lung tung kỳ ta. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ mình các bạn. Khi nào mà nó về mình làm một video thông báo lên các bạn. Dạ ăn mừng nha các bạn. Nhờ cái con bà Cô Lan này các bạn, mình đã thanh toán ngày 28 này các bạn. Mình kiếm được 370 đô nữa các bạn. Nó hẹn mình ngày sao cấp trao vậy ta. Nó hẹn mình thanh toán tự động dự kiến vào ngày 25 nha các bạn. Mình cũng không biết nó sẽ cam hay là không, nhưng mà nó nói như vậy đó. Rồi mình sẽ nói về con quét thứ ba. Rồi nha các bạn, con quét này vì mình không có làm video đăng lên cho các bạn nha các bạn. Vì con quét này cũng có nhiều bạn chia sẻ trên Facebook lắm, mình cũng tìm hiểu và mình chơi thử nha các bạn, để mình đăng nhập vô coi. Con quét thứ ba, con quét này mình cũng đã rút vào ngày 29 tháng 11 năm 2019 nha các bạn. Số tiền là 90 đô nữa các bạn. Con quét này mình rút mà nó nói chữ pending, pending đang chờ xử lý nữa các bạn. Con quét này scam là chắc 90% quá các bạn. Các bạn đừng chơi con quét này nha các bạn. Con quét này vì có nhiều người trên group mình nói là group rút tiền không có về nha các bạn. Rồi mình sẽ nói tiếp con quét thứ tư nha các bạn. Con quét thứ tư là con quét này cũng mới vừa ra cách đây khoảng hơn nửa tháng nha các bạn. Con quét này các bạn nào có chơi thì chơi, còn không chơi cũng không sao. Vì mình đang test nha các bạn. Nhập, đây mình đang nhập vô mình cho các bạn coi. Vì con quét này nó cũng giống như là ba con quét kia nha các bạn. Chơi thì cũng vậy, thì chọn như phân rồi các bạn bấm vào nút ta nè các bạn. Rồi các bạn bấm nút confirm nha các bạn. Rồi các bạn bấm chỉ confirm nha các bạn. Chơi cũng y chang con quét
kia vậy đó. Thôi vậy mình thoát ra nha các bạn. Mình nói về con quét bờ lô lan này các bạn. Nếu mà nó về mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp nha các bạn. Nâng cấp kiếm một ngày khoảng là 20 đô hay 30 đô được các bạn. Thì chọn nhi phân nè. Sau khi các bạn vô đăng ký thì vô thì một ngày thì tặng các bạn một ít nè. Các bạn đăng ký, các bạn đầu tư nè, mình đã nâng cấp gói của mình lên nha các bạn. Sau khi nếu mà nó về mình hướng dẫn các bạn nâng cấp lên nha các bạn. Nè các bạn. Nâng cấp đầu tư lên 15 nè. Rồi các bạn bấm nút tiếp tục nha các bạn. Khi nào về mình sẽ làm một cái video thông báo cho các bạn nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ mình nha các bạn. Mấy cào này mình chơi cho đỡ buồn thôi. Mình còn nhiều cào ngon ngon lắm nha các bạn. Vậy thôi mình chào tạm biệt ha. Chúc các bạn một ngày có một ngày vui vẻ nha các bạn.